đầy kết nối, đầy háo hức, đầy phấn khởi. Sự kiện gặp gỡ hè 2022, nơi hội tụ của các doanh nhân trẻ, năng động, nhiều hoài bão, đầy khát khao vượt qua thách thức vườn trà biển lớn. Trải qua 2 năm với những khó khăn chưa từng có tiền lệ bởi đại dịch Covid-19, nhưng những hội viên YBA chúng ta đã, đang và sẽ luôn luôn khẳng định được năng lực của mình, đóng góp công sức không chỉ trong phát triển kinh tế mà còn có cả những giá trị cao cả, tốt đẹp dành cho cộng đồng. Mỗi thành viên YBA chúng ta cùng nhau hân hoan gặp gỡ, cùng nhìn lại chặng đường nửa nhiệm kỳ 11-2020-2023 vừa qua để cùng tôn vinh, trân trọng và phát huy tiếp những giá trị cao cả mà YBA chúng ta đã đạt được. Thông qua hoạt động YBA Connect, kết nối để vượt sóng, đó là không gian giao lưu kết nối với hơn 50 gian hàng, 20 bàn tiếp xúc thương mại, hơn 300 khách tham dự, mang đến những cơ hội hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong giai đoạn nền kinh tế đang phục hồi sau đại dịch. Ngày hôm nay cũng là sự kiện đánh dấu sự trở lại của giải thưởng danh giá đỉnh cao cho các doanh nghiệp, đó là giải thưởng doanh nhân trẻ xuất sắc thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11, là động lực thúc đẩy các doanh nhân có tâm và có tài mạnh dạn đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh trong phát triển kinh tế trong giai đoạn mới. Đêm ngày hôm nay, đêm gặp gỡ thân tình của các doanh nghiệp hội viên còn là cầu nối liên kết bền chặt hơn giữa những thành viên của gia đình YBA. Chúng ta cùng nhau chia sẻ, chúng ta cùng nhau vui chơi, cùng nhau thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc, được cùng nhau lắng nghe những chia sẻ thân tình từ những thành viên tiêu biểu trong gia đình YBA. Và đặc biệt là cùng nhau gửi những lời cảm ơn sâu sắc nhất để tri ân những nhà tài trợ luôn đồng hành cùng chúng ta. Ngồi lại với nhau đêm nay, chúng ta cùng nhau nhìn lại những thành quả đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ thứ 11, 2020-2022. Đây chắc chắn sẽ là bàn đạp vững chắc cho nửa nhiệm kỳ tiếp theo của chúng ta sẽ hoàn thành thật xuất sắc những nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra. Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh YBA, chúng ta là những nhịp cầu kết nối kinh tế, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước. Chúng ta cùng nhau dấn thân để tạo ra giá trị. Chúng ta cùng nhau đột phá để tạo nên sự đổi thay. Chúng ta cùng nhau lan tỏa để xây dựng hành trình nhân ái. Chúng ta là những doanh nhân trẻ của thành phố Hồ Chí Minh, cùng nhau khẳng định một thương hiệu YBA thành phố Hồ Chí Minh. Bye.